Sao ba về nó ngoài nó chờ. Sao ba về nó ngoài nó chờ. Trời ơi, nó ngoài nó quá. Nó ngoài nó chờ. Đúng đâu gió hả? Nó ngoài nó chờ. Kính thưa hội đồng biên tập, vừa rồi là phần trình thẩm vấn của hệ thống gia tiên. Tiếp theo là hai tham gia, vừa cũng thương là bái đường, mời hai tham gia đúng không? Đó cố đi nhàng đi. Rồi mình xá bốn xá thay vì là bốn lại đó, thay thế cho bốn xá, ngoài hai tham gia xá bốn xá. Phần nguyện hương của quyền vừa qua đã xong, mời hai tham gia trở về vị trí an toàn. Kính thưa hội đồng biên tập, vừa rồi là phần nguyện hương của quyền. Sau đây tôi đại diện nhà trai xin phép đại diện nhà gái cho phép cô dâu Cẩm Viên được dời gót ngọc khỏi trốn long phòng, hiện diện ở đây đồng sáng đôi cùng chú rể xưng huynh để lập xong nghi lễ. Cô dâu phía bên phải, chú rể bên trái. Thì đứa này cài cho đứa kia, từ đứa đây là xong rồi.
cài cho con dâu phía bên phải. Sinh thành ngày hôm nay con gặp duyên lành chủ quyền thất tổ đồng thành chứng minh 646 phần lễ chủ quyền vừa qua đã xong, chắp tay lại thành tâm đảnh lễ trước Phật đường. Nay con kết nghĩa tình thương mặn nồng, ngày nay hai con nên nghĩa vợ chồng, phu tê hòa hiệp sắc cầm bá niên 646. Rồi xe ra phía ngoài. Phần lễ tâm bảo vừa qua đã xong. Tiếp theo là lại tiền nhân tộc họ. Vậy mời hội đồng lương tộc chịu khó đứng lên trong giây lát cho hai cháu đồng lễ bái tiền nhân tộc họ. Đầu cuối lại lạc âu hai họ, có tiền nhân nó có hậu lai. Nay con nói chỉ theo hoài, nhờ ơn tiền bổ chứng ngài thành hôn bốn sáng. Làm được. Phần lễ tiền nhân tộc họ vừa qua đã xong rồi, hội đồng dân tộc an toàn. Thì phần lễ gia tiên đến đây thì cũng xong. Thì phần lại họ thì xin giao lại cho đại diện nhà gái hướng dẫn hai cháu mời rượu. Đại diện nhà gái. Đây cái khay nè, bưng cái khay này. Đứng nó luôn đi, đứng nó gió đi. Ngày đó. Đây cũng có cái hôm nay qua còn phải. Thì bây giờ trước hết xin kính mời gia các ông bà, thì gồm có cả bà cốc, bà nội, bà ngoại, bà thân tộc và họ láng giềng. Thì bà hai đến bà út xin là gì uống chung rượu chứng minh cho cháu làm lễ. Thì ai là gia cấp lớn nhất đó xin bà ngoại chứ bà nào nữa, bà kế đó. Dạ, bà ngoại chứ bà uống đi. Bà uống cạn cho hai cháu nó lấy cái đứt của hai bà. Kế cũng bà đúng không? Rồi rất mời bác A bác chưa? Vậy bà. Vậy là ông bà còn ai nữa không ạ? Vậy là hồi ông bà vừa qua nó xong hai cháu xá hai lễ. Hai đứa làm được rồi. Phần ông bà vừa qua đã xong, đã làm lễ. Tiếp theo là phần bác chú cầu nguyện cô dì chiếu mạ là từ thứ hai đến thứ bốn, xin đại diện cũng chung được chúng mình cho cháu làm lễ. Rồi mời bác. Rồi còn ai cho các bác chú cầu nguyện cô dì chiếu mạ đó không? Không cái bên nhà mình ở bên nhà gái sao?